Hey, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Tích Tây Gấu. Thì sau một tuần về Cali ăn ngủ nghỉ đã rồi thì bây giờ lại tiếp tục đi ăn. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 23 thì ngày mai sẽ là Giáng sinh. Thì bây giờ Tích và Út của Tích thì cũng như mấy đứa em sẽ đi lên nhà bà con để mà ăn tiệc Giáng sinh. Ok, mọi người hãy xem cái ngày Chủ nhật hôm nay của Tích như thế nào nha. Ok, xin chào tất cả mọi người, gặp lại nha. Hello, xin chào tất cả mọi người, tới chỗ rồi. Đây là Mia. Đây là chị Mia, một trong những người góp phần khiến cho tôi phải qua đây. Hả? À. Why? Không dụ sao quá? Vì dụ ba má em mà. Đây. Đây là Betty. À, Betty đâu rồi? Chị gì? Là Betty. Em gái họ. Em họ đúng rồi. Em gái. Ok. Chưa có bồ nha. Chưa có bồ. Ai đóng dấu không? Hai các bạn. Phải gọi là làm sao ta? What's up các bạn, thì ngày hôm nay là ngày 23, ngày pre-Christmas. Thì dòng họ nhà Tích sẽ tổ chức một cái tiệc giống như là dành trong gia đình để cùng ăn uống, chia sẻ với nhau. Thì ngày hôm nay chủ yếu là quay cảnh thôi, tôi sẽ không nói gì hết là tại vì tôi mắc ăn rồi. Ok các bạn, các bạn hãy thưởng thức cái clip này nha. Ok. Hi, chào mọi người. Thì Tích đã về tới nhà rồi. Thì tiệc hôm nay cũng khá là
vui, tại vui là gặp lại được bà con, gặp lại nhiều người, tại đi học cũng khoảng 3-4 tháng rồi về gặp lại hỏi thăm cũng như là ăn và trò chuyện cùng nhau. Thì có một điểm đặc biệt là tích được một cái quà. Nãy mở ra rồi để cho mọi người xem. Cái quà này không nhỏ, nhìn nó rất là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ đâu. Đây là một cái thẻ gift card. Một thẻ gift card của Target. Tôi sẽ che cái giá lại nha. Chắc sẽ tiện dùng trong tương lai. Ok, thì khi nào qua bển tôi sẽ dùng cái thẻ này. Ok. Merry Christmas mọi người. Nếu mọi người thích thì mọi người hãy ủng hộ Tích nha. Ok, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.